Này, này cái anh kia, anh tính làm gì tôi? Hả? Ủa làm gì vậy? Ai biểu anh biến thái, anh theo tôi làm gì? Còn nói ai biến thái? Tôi đi theo cô là để lụm cái chai này nè. Ai biểu anh có lén lút theo tôi làm gì? Nhìn cái mặt thôi là biết biến thái rồi. Ê, cái con nhỏ khùng điên này mà nói ai biến thái? Anh trời, ôi, anh Cương, anh Cương. Nhớ ra nha mày. Trả cô nè. Anh có sao không? Sao? Chuyện nhỏ mà. Trời ơi, nếu mà không có anh tôi mất cái ví này á. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh ơi. Anh. Khu này an ninh không có được tốt lắm, cô đi đứng nhớ cẩn thận nha. À, để tôi gửi anh ít tiền nha. Thôi được rồi, cất vô đi, tôi không có lấy tiền đâu. Vậy anh cho tôi xin số điện thoại đi. Công ty của nhà tôi gần đây nè, nhiều khi có cũng dư giấy bìa nhiều lắm á, rồi có khi nào dư tôi gọi anh tới lấy ha. Vậy được á, thì tôi đọc số điện thoại cho cô nha. Đó, thấy chưa, hình của em á. Thiệt hả? Thiệt, tôi nói láo mà làm cái gì? Ghê gớm thiệt. Sao? Có muốn chị mày chỉ vài chiêu cô gái không? Đây, sao? Chỉ tao nghe. Dễ lắm. Mày chỉ cần... từ từ, con điện thoại. Dạ, công ty thu mua ve chai nghe. Hả? Ủa? Kim hả? Đây, con nhỏ hôm qua gọi điện cho tao. Giờ sao? Thì trả lời đi, nhưng mà chảnh trói vô lạnh lùng bôi lên. Nghe đi. Lạnh lùng. Alo, Kim hả? Tôi nghe. Dạo này tôi đi thu mua ve chai nhiều việc lắm, nên có gì Kim cứ nói lẹ đi. Hả? Ê, thiệt hả? Kim cứ gửi địa chỉ qua cho tôi đi, rồi mai tôi qua đúng giờ. Nhắn địa chỉ qua cho tôi nha. Sao rồi, nó nói gì vậy? Cái gì hả? Nó nói lẹ coi. Kim nói là mai kêu tao qua lụm ve chai với mày. Đó thấy chưa, tao đã kêu lạnh lùng bôi lên mà. Ê mà bây giờ mai tao đi tao mặc cái gì để mày? Bây giờ tao rối quá à. Trời ơi mày bình tĩnh đi, có gì đâu. Chuyện nhỏ mà, để chị lo. Bộ này được không? Già quá. Thấy bộ này làm sao? Như thằng dở hơi vậy á. Coi giùm tao bộ này. Ừ, cũng tạm được rồi đó. Vô đây ngồi đi. Cho mày này nè. 300 bí mật của con gái. Ngày xưa ông ba tao, cô má tao thành công là nhờ cuốn này á. Bí kíp cô gái á. Ê, thiệt hả? Cảm ơn mày nha. Ủa, anh tới hồi nào mà anh không gọi tôi vậy? Chào người đẹp, anh đứng đây từ chiều, tặng em. Ủa, anh làm thêm ở rạp xiếc nào hả? Sao nhìn anh như hề vậy? Cái này là... thôi đi, anh đứng đó đợi đi. Nhà tôi mới sửa nhà cho nên nhiều giấy bìa lắm á. Đợi xíu nha. Ê, khoan. Kim, nhà Kim có bán rượu không? Mà sao nói chuyện với Kim tôi say quá. Nè, mày buông tay ra chưa? Trời đất ơi, ai cho mày đụng chạm linh tinh vậy hả? Còn mày, nó là ai mày đưa nó vô nhà vậy hả? À, cái ông này hôm bữa cứu con rồi mà ổng làm nhặt dây chai á, rồi nhà mình có nhiều giấy bìa rồi con đưa ổng vô lấy cho đỡ chặt nhà thôi hả? Nhìn bộ dạng của mày á là cái phường ăn trộm ăn cắp đúng không? Bán dây chai hả? Bán dây chai mà đòi cua con gái tao hả? Không có cửa nha. Trời má nghĩ sao vậy? Con giày ổng giày sao mà con quen ổng được? Còn mày im cái miệng lại, cút vô nhà cho tao. Nè bác, con nhặt ve chai là con làm ăn đàng hoàng, chứ con không có đi ăn cắp ăn trộm của ai hết. Con thấy là bác nói con như vậy là bác nói sai rồi đó. Mày dám cãi lại tao hả? Nhìn mày là biết cái phường không có giáo dục. Ba má mày á không có dạy được mày. Để tao thay mặt ba má mày cho mày một bài học nè mày. Nè bà Nhật, không mày... phải bà lớn bà muốn làm gì bà làm nha. Bạn tôi đang hết của nhà bà hay gì mà bà muốn nói gì nói. Xin lỗi bà nha. Bà lấy cái quyền gì mà thay mặt ba má nó bà dạy nó hả? Bà nghĩ là bà xứng hả? Mày cái gì mà mày. Còn cô nữa, bạn tôi nó thích cô. Tôi biết á là nó không có xứng với cô. Tôi cũng thừa biết là cô không có thích nó. Cô chỉ lợi dụng nó thôi chứ gì. Uổng công hôm trước á nó giúp đỡ cô. Mày ngu á, đi giúp nhỏ này. Gì nữa? Mày ngu thì mày gán chịu đi. Đi về. Yêu đương cái quỷ gì mấy đứa này nữa. Đi. Vừa. Đúng là được cả mẹ lẫn con luôn mà. Tức chết luôn á. Coi như bữa nay á là mẹ con nó mai đi, coi như tao đi chùa vậy. Khùng hả mày? Bị mẹ con nó chửi là ngu người luôn, có gì mà đứng nó cười được nữa. Đâu có đâu. Tại vì đây là lần đầu tiên á mà có một người đứng ra bảo vệ cho tao như vậy. Có gì đâu. Con này chưa có ngán ai bao giờ. Đụng á thì đập thôi. Bộ chưa nghe danh chị Đại với trai này hả? Ồ. Vậy thì mày phải hứa với tao á là cho dù sau này trên đời này có xảy ra bất kỳ chuyện gì thì mày cũng phải luôn bảo vệ cho tao. Ok không? Ok luôn. Ok.